sống hời hợt. Nhân loại không ý thức được mọi tiềm năng của họ, họ vẫn không ngừng sống một cách hời hợt. Các chuyên gia tâm lý học nói rằng ngay cả những bậc thiên tài cũng chỉ vận dụng 15% trí não của họ, thế còn người bình thường thì sao? Người bình thường chỉ tận dụng được 5-15% trí não của họ. Nhưng đó chỉ là trí não, đó chỉ là lý trí, chẳng ai quan tâm đến tình yêu cả. Khi bạn quan sát mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng họ hiếm khi nào vận dụng sinh lực tình yêu trong họ. Đó là nguồn vui thực sự của họ. Chúng ta chỉ vận dụng 7, hoặc nhiều nhất là 15% trí não của mình, nên thậm chí thiên tài bậc nhất cũng vẫn là người sống hời hợt. Họ hoang phí 85% sinh lực còn lại, họ sẽ chẳng bao giờ vận dụng phần còn lại này. Chúng ta vẫn không biết được điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta có thể vận dụng hết 100% trí não của mình. Thậm chí chúng ta còn không vận dụng được 5% khả năng yêu thương của mình. Chúng ta không ngừng giả vờ, lừa lọc, dối trá trong trò chơi tình yêu của mình. Trí não đưa chúng ta đến gần với thế giới ngoại vi hơn, tình yêu đưa chúng ta đến gần với thế giới tâm hồn hơn. Không có cách nào khác, tình yêu là cách duy nhất để chúng ta khám phá thế giới nội tại của con người.